Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh Hải Bùi Cuộc Sống Mỹ. Do hôm nay gió to và ở trong cái nhà hàng này rất là đông nên Hải phải thu âm lại bên ngoài nhé. Hải phải xóa đi những cái đoạn thu âm trực tiếp do có rất là nhiều tiếng ồn xung quanh. Đây, các bạn hãy xem đây. Đây là nhà hàng Kim Sơn, một nhà hàng nổi tiếng của Việt Nam về buffet, các món ăn Việt Nam. Ở đây có tất cả các món ăn truyền thống ba miền Bắc Trung Nam, và hương vị rất là dễ ăn, có thể dùng cho những người Mỹ sống ở Mỹ và những người Việt Nam sống ở Mỹ. Bây giờ mình đi vào trong xem ở trong có gì nha. Wow, bạn thấy không, rất là đông, những cái bàn đã đặt cạnh nhau san sát như thế này. Và mình cũng có một cái chỗ ngồi ở bên góc, bên ngay cái noodle station. Sau khi bạn ngồi xuống và bắt đầu đi order, lấy thức ăn, thì đầu tiên là mình đi qua cái chỗ noodle station. Ở đây thì một cái vé ăn buffet là khoảng 30 đô la, và mình còn phải trả tiền tip nữa bạn, khoảng 15% đến 18%. Đây là cái chỗ quầy nướng. Bình thường là nó có rất nhiều hải sản, là có cua, có ốc nướng này, có ghẹ này. Nhưng mà sao bữa nay đi là không thấy có ghẹ, có cua, có mực. Mực rất là dày và to. Thế nhưng mà hôm nay thì lại không thấy có. Và mình đã có hỏi cái anh đó là có cái nước chấm muối ớt xanh không, mình không thấy ở đâu cả. Nhưng mà tí nữa mình cũng thấy có gì, có cái nước sệt sệt màu xanh ấy, nhưng mà không phải là muối ớt xanh, mà có cái thành phần là sữa đặc có đường giống như bên Việt Nam mình. Ở đây là cái quầy quầy đồ ăn dessert, là đồ tráng miệng các bạn. Có sữa chua, yogurt và jelly, fruit jelly. Còn đây là cái quầy thức ăn Huế, đồ ăn của Huế nè. Có bánh ít trần, bánh đúc. Trên đây là có cả song ngữ tiếng Anh và tiếng Việt luôn nha các bạn. Rice cake dumpling, dry cream bánh bèo, dumpling bánh ít trần. Do có người nên là mình phải lánh ra chứ không có được quay người ta đó. Đây có cả shan beef bắp bò, intensive salad. Và qua đây là những cái món ăn Trung Quốc như là cơm chiên. À, đây còn có cái món chân gà của Việt Nam, đó là chân gà xả tắc. Rồi ở góc kia là có bún noodle, bún xào Singapore. Tiếp theo là món này là tôm lăn bột chiên, sườn nướng, sườn cốt lết nướng, cánh gà chiên mật ong. Những cái món này của người Tàu. Cái nhà hàng này nó kết hợp các món Việt Nam, món Tàu, có cả món Nhật nữa bạn. Đây là ốc mà ở Mỹ thì nó gọi là ốc hương, nhưng mà mình thấy giống như ốc bulot ở Việt Nam mình ấy. Việt Nam mình hay nhập khẩu từ Pháp qua. Còn đây là cá xào dưa này. Mình không có nhìn thấy rõ cá gì hết trơn. Như thấy dưa không à? À, đây là sò vẹm nhá. Sò vẹm nó gọi là mussel. Sò vẹm này cũng to lắm ấy nha. Nó nấu giống như cà ri á. Đây mực xào. À, đây là tôm viên nấu cà ri. À, cà ri dream. Cá hấp, cá chim hấp, thịt bò xào, và đây là cải xào, nấm xào, đậu que xào. Tiếp theo là cái quầy đồ chiên, cream paste, chảo tôm, fresh french fry, khoai tây chiên, egg roll, chả giò, mực chiên, fried calamari, fried fish, cá chiên, oven bake,
Bacchanal fish là cá nục nướng. Fried chicken. Grilled pork rib. Đây, grilled pork. Đấy, sườn chiên, cánh gà, đùi gà chiên, cá nướng, tôm chiên, các loại chả giò. Người Mỹ người thích ăn đồ chiên lắm các bạn, nhất là con nít. Đây lại thêm cái quầy dessert là có chè nè, chè đậu đen, đậu đỏ, chè ba màu, chè đậu xanh. Còn đây là sushi Nhật, cá tuna và cá salmon. Ở đây thì rất là ít, không có nhiều như là cái nhà hàng Nhật đâu. Hôm nào mình sẽ review cho các bạn xem nhà hàng Nhật nó có gì. Đây là cái quầy noodle soup đây. Có hủ tiếu Nam Vang, mì thập cẩm, tất cả nó có đều song ngữ hết nha, các bạn để ý nha. Để ý mình học tiếng Anh luôn. Hoàn thánh tôm stream, hoàn thánh súp. Bây giờ là mình order một tô bún riêu, nhưng mà do mình ăn kiêng á, mình không có ăn tinh bột nha. Đấy, mình đang order một tô bún riêu. Ở đây thì bún riêu ngon, nhưng mà hôm nay mình ăn mình cảm thấy cái riêu nó hơi bị cứng. Chắc là cho nhiều thịt ấy, nhiều trứng qua đó mình cứ. Bây giờ đồ ăn đã lên đầy đủ rồi đấy bạn. Hôm nay là mình ăn hết tất cả những đồ ăn ở trên bàn như vậy đó. Mình quay cho các bạn bao nhiêu là mình ăn hết bấy nhiêu đó. Ăn buffet mà. Riêng cái crawfish sẽ là con nào nhỏ thì bỏ đi. Không có ăn, ăn con bự thôi. Các bạn thấy không? Mùa này á, gần như là cuối mùa crawfish rồi hay sao á, nên là nó cũng không được tươi lắm như đầu mùa. Đầu mùa thì con nào nó cũng chắc mà. Cái đầu của nó, cái kem á, ở cái đầu tôm á, cái trứng vàng vàng á, nó béo ngậy luôn. Mà bây giờ thấy con nào ở cái đầu nó cũng đen 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 á, giống như là nó chết rồi hoặc là đông đá rồi đó. Nhưng mà cái cách mình ăn là như vậy nè, mình bóp bóp hai bên hông của cái con crawfish, mình bỏ đầu bỏ càng đi, xong cái mình lột vỏ, bóp hai bên hông nó rất là dễ lột. Xong cái mình chấm muối ớt xanh, hoặc là nó có cái seasoning á, là cái sốt giống như cái muối bột canh á, muối của mình á, nhưng mà nó là làm theo vị Cajun. Cái vị này á, nó có mùi ớt nè, mùi riềng, mùi tiêu, lạ lắm, nó kết hợp với nhiều gia vị lắm. Mình cũng không rõ nó, để hôm nào mình thử về mua về mình nấu thử coi, mình coi kỹ lại cái bịch trong cái seasoning Cajun đó nó có những thành phần gì ha. Mời các Khi bạn ăn mà cùng bắt mình đầu ăn nha. rồi các bạn mời các bạn ăn Đây. nhé. Đây, đầu tiên là ăn một Sò con vẹt sò đúng vẹt không? gọi là mussel, Chấm chiên mắm. Ướp một chút sốt thôi là mình cũng ngon rồi. Tới còn cái này, cái thứ mình ăn một chút chút thì thôi mình cũng ngon dữ các bạn nhỉ. Ăn nghe mùi vị của biển. Sọt ốc rồi mình phải ra lấy lại. Trời ơi, nó cũng bự nên ăn nó cũng dai lắm. Chấm nước mắm gừng nữa. Ăn nó đã gì đâu á.
Đơn giản nhất là đồ biển nó lúc nào một là nướng hay là hấp là ngon nhất. Lúc nào nó cũng giữ lại hương vị nguyên thủy của nó chứ giờ cứ xào bơ tỏi thì nó cũng ngon thiệt đó, nhưng mà nghe mùi bơ mùi tỏi không mà mình cũng không thích. Đây là nem nướng lụi, nem nướng đặc sản của Nha Trang. Đây là có đặc sản ba miền luôn nè. Xong rồi tới tôm nướng, cái này là tôm nướng mỡ hành. Mình ăn nhồm nhoàm thấy vô duyên lắm các bạn ơi. Nhưng mà các bạn thông cảm nha. Ăn uống như vậy nó mới đã, nó không có được lịch sự lắm. Nhưng mà ăn là phải đã thôi, ăn mà duyên dáng quá thì nó mất ngon. Lúc nào mình cũng phải nhìn người khác coi coi người ta để ý gì mình á, thấy mất cảm xúc. Đây là bò lá lốt đó. Bò lá lốt này cũng dễ làm, nhưng mà ăn ở đây người ta để lâu nên hơi bị khô. Rồi tới cái món ruột già nè. Trời ơi, nó thúi gì đâu mà thúi. Vậy mà hả? Người Tàu người ta thích ăn lắm á. Trong nhà hàng Tàu nào á hả? Nó cũng có cái món này hết trơn. Việt Nam mình thích. Nhưng mà Việt Nam mình không biết là nó làm kiểu gì á. Mà nó sạch trơn cái mùi hay là cho thuốc tẩy. Chứ ở đây á, hả? Nó vẫn còn cái mùi thum thủm. Thấy cái mặt mình á. Nó nhăn lại. Trời ơi, mà nó ngán. Ăn khủng khiếp luôn. Bây giờ tiếp là cái món xôi. Xôi nó cho nguyên hai miếng luôn. Mình ăn xong rồi mình mới chợt nhớ ra là mình kiêng tinh bột, kiêng cát. Rồi thôi bỏ là miếng đó luôn. Rồi chân gà xả tắc nữa. Trời ơi cái chân gà ở đây nó bự. Nó bự như cái chân voi á, trời ơi. Bự như chân chó. Trời ơi, tại gà ở đây gà nó nuôi công nghiệp á, bự là bự luôn mà chân người ta bỏ đi, người ta đâu có ăn đâu bạn. Chỉ có người Tàu, người Việt mình thích ăn chân thôi. Ở đây người ta quan điểm á, chân gà, rồi chân heo, rồi chân giò, thứ là nó đạp kích á. Nó đạp cái đồ dơ, giấy, bẩn thỉu, ai mà ăn. Nhưng mà người Việt mình, người Tàu mình, nói chung người Đông Nam Á mình, châu Á mình nói chung luôn á. Cứ thích ăn cái gì trong cái bộ lòng con heo, cái gì thum thủm nó cũng ăn, nó ruột già ruột non cái gì ăn hết. Rồi tới cái món bắp nướng. Ở đây nó không có cái bắp nếp như ở Việt Nam mình á, toàn bắp Mỹ không à, bắp ngọt á. Ngọt như ăn trái cây vậy đó. Rồi tiếp theo là cái món món gì đây mà gấp ngoài em rồi à, món sushi. Sushi ở đây thì nói chung là dở tệ vì nó không chuyên về các món Nhật mà. Chị ở Houston này á, chị có cái nhà hàng Masa Sushi á, là ăn buffet kiểu sashimi là ngon nhất thôi. Ăn nó đáng. Ô bây giờ đến món bún riêu là cái món sở trường của mình, là mình rất thích bún riêu này. Nhưng mà ở đây hơn là riêu gì, riêu thịt bằm với đậu hũ với trứng. Nó chỉ có hơi cái mùi vị gạch cua mà cua hộp á, người ta trộn vào thôi. Ăn nó cứng ngắc à. Nó không có cái nguyên cái tạng mềm mềm mà cua nó đen đen trắng trắng mà. Nó không có cái gạch cua của cua đồng, nó khác hẳn cái vị luôn bạn ơi. Nó là riêu nhưng mà riêu cua biển, nghe mùi gạch cua biển thôi chứ còn không không phải là gạch cua đồng nữa, nó khác hẳn. Đấy thực sự mình người Bắc là mình phải biết, mình ăn là mua mình biết rồi bạn ơi. Mà ở đây không có mắm tôm nha. Ở bên Mỹ này sợ mắm tôm lắm, người ta thay toàn bằng mắm ruốc à. Đâm ra cái vị nó chật lấc. Bún riêu mà cũng không có me. Thích cái món này món phải cho me và mới đúng vị. Có chút rau thơm vô ăn cho đỡ ngán.
Rồi tới bánh khọt. Trời ơi, bạn thấy không, bánh khọt gì đâu mà khu que mà vàng khè. Đó, cho nghệ vô á. Sao mà so sánh được bằng bánh khọt Vũng Tàu. Bánh khọt Vũng Tàu mình nó chán, cái bánh nó mỏng mà con tôm nó bự, còn đây hả? Đây là cái bánh đó, nó dày cui à. Ăn nó cứ ngắt. Tại vì người ta để lâu nó cũng không còn giòn nữa. Nói chung là các bạn nào á mà ở Việt Nam á là nên tới Vũng Tàu để ăn món bánh bánh khọt cô ba, bánh khọt gấc vú sữa. Video đến đây là kết thúc. Các bạn hãy bấm subscribe đăng ký để nhận được những video mới, và có chuông và để nhận được video mới nhất của Hạ nha.